Gần 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Thành ở phường Đại Nai, thành phố Hà Tĩnh gắn bó với nghề xây dựng, với công việc bốc vác, dựng cốt pha, làm sắt thép. Chồng mất sức lao động, hai con còn trong độ tuổi ăn học, chị trở thành trụ cột trong gia đình. Công việc dù vất vả, nặng nhọc, thường đàn ông làm, nhưng vì cuộc sống gia đình nên chị không nề hà. Làm nghề thì nói chung trong nghề xây dựng thì việc gì cũng làm được. Từ sắt thép rồi đến vôi vẽ rồi là xây trạt. Còn tại cảng cá Thạch Kim, có một đội vận chuyển cá gồm 20 phụ nữ. Mỗi ngày đều đặn từ 3 giờ sáng, họ lại có mặt tại cảng để bốc vận chuyển cá cho các chủ tàu và những người kinh doanh. Công việc nặng nhọc nhưng bù lại có nguồn thu nhập để các bà, các chị trang trải cuộc sống gia đình. Họ mua rồi họ thuê mình gánh lại xe ô tô, là đi xe máy, là làm cho họ, rồi rửa cá cho họ buổi sáng. Khi được nhiều, khi được ít, mà có khi thì về không. Ngoài lao động phổ thông, cũng có nhiều phụ nữ lựa chọn những ngành nghề đã qua đào tạo, đặc thù dành riêng cho đàn ông. Trường hợp của chị Hà Thị Thùy Dương ở phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh là một ví dụ. Với tính cách mạnh mẽ, cách đây 6 năm, chị đã quyết định nộp đơn vào trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh với vị trí giáo viên dạy lái xe thực hành. Cái nghề này đối với nam thì cũng đã là vất vả rồi. Còn đối với em thì nữ nữa thì càng lại vất vả hơn nữa. Mình thì cả công việc nhà, cả con cái. Nhưng mà do là mình yếu nghề thì mình tham gia, mình cứ cố gắng thôi. Chứ còn ví dụ cũng có nhiều bạn nam đã vào thì cũng đã nghỉ ngang rồi. Của nhà trường cũng thấy cũng đã bất ngờ, cho nên cũng hết sức theo dõi. Và đặc biệt là cũng có động viên lệ để cho cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị em phụ nữ khi đảm nhận những công việc của đàn ông thường mang trong mình tính cách mạnh mẽ, chịu khó, chịu khổ. Và vì cuộc sống khiến họ bươn chải mưu sinh bằng nghề đàn ông thường làm. Với họ, điều quan trọng là được làm việc và có thu nhập để lo toan cho cuộc sống gia đình. Đó chính là niềm vui, là động lực để những người phụ nữ làm việc của đàn ông tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, gắn bó với nghề.